Chào mừng các bạn đến với kênh Thị trường Nhà đất, nơi cung cấp những thông tin nóng hổi và chi tiết nhất về thị trường bất động sản tại Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề đang gây nhiều tranh cãi và thu hút sự chú ý của đông đảo người dân cũng như các nhà đầu tư. Đó chính là quy định về diện tích tối thiểu để tách thửa đất nhằm cấp sổ đỏ theo luật đất đai mới. Liệu những quy định này sẽ ảnh hưởng ra sao đến thị trường bất động sản cũng như quyền lợi của các cá nhân và doanh nghiệp? Tại Hà Nội, Bắc Giang, Thanh Hóa và nhiều địa phương khác, các điều kiện tách thửa đã có nhiều thay đổi, làm tăng diện tích tối thiểu, trong khi nhiều người đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào bất động sản. Bạn có muốn biết những quy định mới nhất này là gì? Đặc biệt, những thông tin chi tiết về điều kiện và diện tích tối thiểu tách thửa sẽ được trình bày rõ ràng và dễ hiểu trong video hôm nay. Hãy cùng tôi tìm hiểu sâu hơn về quy định này và lý do tại sao nó lại quan trọng đối với tất cả chúng ta. Đừng rời mắt khỏi màn hình, vì những thông tin mà chúng tôi sẽ chia sẻ không chỉ giúp bạn nắm bắt được tình hình thị trường mà còn có thể mở ra những cơ hội đầu tư hấp dẫn. Cùng khám phá nào! Chào mừng quý vị đến với bản tin chuyên sâu về các quy định pháp luật mới nhất liên quan đến việc tách thửa đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hay còn gọi là sổ đỏ, theo luật đất đai. Kể từ khi luật đất đai năm 2024 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã ban hành các quy định cụ thể về diện tích tối thiểu tách thửa. Đây là một điểm rất quan trọng đối với những ai đang quan tâm đến việc mua bán, tách thửa hoặc đầu tư đất đai. Tại thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa qua đã ban hành quyết định số 61 quy định rõ các nội dung liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố. Một trong những điểm nổi bật của quyết định này là các điều kiện và quy định về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất. Cụ thể, từ ngày 7 tháng 10, đối với đất ở tại các phường, thị trấn, những thửa đất nằm ngoài phạm vi đường giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng. Sau khi tách thửa, diện tích của thửa đất không được nhỏ hơn 50m², tăng 20m² so với quy định trước đó. Chiều dài của thửa đất cũng phải từ 4m trở lên, và chiều rộng tiếp giáp với đường giao thông phải từ 4m trở lên. Đối với các xã thuộc vùng đồng bằng, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là 80m², các xã vùng trung du là 100m² và các xã vùng miền núi là 150m². Không chỉ dừng lại ở đó, quy định về đất phi nông nghiệp cũng đã được làm rõ. Cụ thể, đối với đất thương mại, dịch vụ tại các phường và thị trấn, thửa đất phải có chiều rộng giáp với đường giao thông từ 10m trở lên và diện tích tối thiểu là 400m². Đối với các loại đất phi nông nghiệp khác, diện tích tối thiểu phải là 1000m² với chiều rộng giáp đường giao thông ít nhất 20m. Tại các xã, diện tích đất thương mại, dịch vụ tối thiểu sau khi tách thửa phải không dưới 800m² và với đất phi nông nghiệp khác, diện tích này là 2000m². Riêng đối với đất nông nghiệp, việc tách thửa yêu cầu diện tích tối thiểu là 300m² đối với đất trồng cây hàng năm tại các phường và thị trấn và 500m² đối với các xã. Đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản lần lượt yêu cầu diện tích tối thiểu là 500m² tại phường, thị trấn và 1000m² tại các xã. Đất rừng sản xuất cũng được phép tách thửa với diện tích tối thiểu là 5000m². Còn tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, từ ngày 16 tháng 9, quy định này bắt đầu áp dụng. Tại các phường, thị trấn và huyện Côn Đảo, diện tích tối thiểu để tách thửa đất là 60m², với điều kiện các thửa đất phải có cạnh tiếp giáp với đường giao thông do nhà nước quản lý hoặc lối đi kết nối với đường giao thông có kích thước không nhỏ hơn 5m và chiều sâu của thửa đất cũng không nhỏ hơn 5m. Tại các xã, diện tích tối thiểu để tách thửa là 80m² với các yêu cầu về kích thước tương tự. Tại tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 1 tháng 10, với đất ở tại đô thị, diện tích thửa đất sau khi tách phải đảm bảo không nhỏ hơn 40m² với kích thước cạnh tối thiểu là 3m. Đặc biệt, tại phường Hải Thanh thuộc thị xã Nghi Sơn, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa chỉ là 30m² với kích thước cạnh vẫn giữ nguyên là 3m. Đối với đất ở nông thôn, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là 50m² với kích thước cạnh ít nhất 4m. Một số xã như xã Nghi Sơn,
xã Ngư Lộc và xã Quảng Nham có quy định đặc biệt về diện tích tối thiểu chỉ là 30m². Tại tỉnh Bình Định, từ ngày 15 tháng 8, các quy định về tách thửa cũng có nhiều thay đổi. Đối với đất ở tại đô thị, diện tích tối thiểu để tách thửa là 40m² với chiều rộng và chiều sâu tối thiểu là 3m. Đối với đất ở tại nông thôn, diện tích tối thiểu là 50m² với kích thước cạnh ít nhất là 4m. Tỉnh Bắc Giang cũng không đứng ngoài các điều chỉnh. Từ ngày 21 tháng 9, các quy định về tách thửa tại thành phố Bắc Giang và các thị trấn đã được cập nhật. Diện tích đất tối thiểu để tách thửa tại các phường là 32m², còn đối với các xã thuộc huyện hoặc thị xã chuyển thành phường, diện tích tối thiểu là 50m². Thửa đất phải có kích thước mặt tiền tối thiểu là 4m và chiều sâu không nhỏ hơn 5,5m hoặc 3m. Đối với trường hợp đặc biệt, khi thửa đất đã chiều sâu hiện hữu nhỏ hơn 5,5m. Tiếp theo là tỉnh Lâm Đồng. Từ ngày 15 tháng 10, quy định mới về diện tích tối thiểu tách thửa đất ở đã có hiệu lực. Đối với nhà phố tại đô thị, diện tích tối thiểu để tách thửa là 40m² với chiều rộng tiếp giáp với đường giao thông từ 4m trở lên. Nhà liền kề có sân vườn yêu cầu diện tích tối thiểu là 72m², còn đối với nhà biệt lập và biệt thự, diện tích tối thiểu là 250m² và 400m² tương ứng. Tỉnh Hậu Giang, từ ngày 14 tháng 10, cũng có những điều chỉnh cụ thể. Diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở tại nông thôn và đô thị là 45m². Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, diện tích tối thiểu là 60m². Riêng đối với đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu để tách thửa là 700m². Đối với đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thủy sản. Còn đối với đất trồng cây lâu năm và đất rừng sản xuất, diện tích tối thiểu là 300m². Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng các quy định mới về diện tích tối thiểu tách thửa theo luật đất đai 2000-2024 đã tạo ra những thay đổi quan trọng tại nhiều địa phương trên cả nước. Những điều chỉnh này nhằm mục đích quản lý và sử dụng đất hiệu quả hơn, đồng thời đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong từng khu vực cụ thể. Các nhà đầu tư và người dân cần nắm rõ các quy định này để có thể tiến hành các giao dịch đất đai một cách hợp pháp và an toàn hơn. Nghị định 123 cảnh báo về mức phạt cao cho các vi phạm về đất đai từ ngày 4 tháng 10 năm 2024. Kể từ ngày 4 tháng 10 năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123 quy định chi tiết về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định này nhằm mục đích tăng cường quản lý và bảo vệ tài nguyên đất, đặc biệt là việc sử dụng đất nông nghiệp, đất trồng lúa và các loại đất phi nông nghiệp khác. Điều này phản ánh một sự thay đổi đáng kể trong chính sách quản lý đất đai của Việt Nam, với những biện pháp mạnh tay hơn nhằm ngăn chặn các hành vi lấn chiếm và sử dụng đất trái phép. Theo Nghị định 123, hành vi lấn đất hoặc chiếm đất sẽ bị xử phạt với mức phạt lên đến 1 tỷ đồng đối với tổ chức. Đồng thời, mức phạt đối với cá nhân cũng không kém phần nghiêm khắc, tối đa có thể lên tới 500 triệu đồng. Nghị định này không chỉ giới hạn ở các hành vi lấn chiếm đất nông nghiệp mà còn mở rộng sang cả các vi phạm liên quan đến đất phi nông nghiệp. Điều này cho thấy chính phủ đang rất nghiêm túc trong việc bảo vệ quyền sử dụng đất, đảm bảo không có sự vi phạm nào bị bỏ qua. Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định rõ về các biện pháp xử phạt đối với những hành vi chuyển đổi đất trồng lúa sang các loại đất khác mà không có sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với những trường hợp này, mức phạt tối đa có thể lên tới 200 triệu đồng, tùy thuộc vào diện tích đất vi phạm. Đây là một cảnh báo nghiêm túc đối với những người có ý định sử dụng đất trồng lúa trái phép, bởi việc này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của các cá nhân, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn tài nguyên đất đai quý giá của quốc gia. Đối với hành vi sử dụng đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác mà không có sự cho phép, mức phạt sẽ nằm trong khoảng từ 2 triệu đến 30 triệu đồng. Tuy nhiên, đối với hành vi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp, không phải là đất ở, thuộc địa giới hành chính của xã, mức phạt có thể dao động từ 3 triệu đến 150 triệu đồng. Nếu hành vi này diễn ra ở phạm vi đất ở thuộc địa giới hành chính của xã,
thì mức phạt sẽ tăng lên đáng kể, từ 20 triệu đến 200 triệu đồng, tùy theo diện tích đất vi phạm. Đặc biệt, nếu hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp xảy ra ở các khu vực thuộc địa giới hành chính của phường hoặc thị trấn, mức phạt sẽ bị tăng gấp đôi so với các trường hợp tương tự diễn ra tại xã. Một điểm nổi bật khác của nghị định là mức xử phạt đối với các hành vi chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà không được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với các dự án chăn nuôi tập trung quy mô lớn, việc sử dụng đất sai mục đích có thể bị phạt từ 20 triệu đến 100 triệu đồng, tùy thuộc vào diện tích đất vi phạm. Điều này cho thấy sự nghiêm ngặt trong việc quản lý tài nguyên đất, đặc biệt là khi liên quan đến các dự án lớn, có thể tác động đến môi trường và quy hoạch chung. Cùng với đó, nghị định còn áp dụng các mức phạt nghiêm khắc đối với hành vi lấn đất hoặc chiếm đất. Cụ thể, nếu hành vi lấn đất hoặc chiếm đất xảy ra tại các khu vực mà đất đã được quản lý bởi các cơ quan, tổ chức của nhà nước và đã được ghi nhận trong hồ sơ địa chính, mức phạt sẽ dao động từ 3 triệu đến 200 triệu đồng, tùy theo diện tích đất bị vi phạm. Những hành vi lấn chiếm đất nông nghiệp, không phải đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng hay đất rừng phòng hộ, cũng sẽ bị xử phạt tương tự, với mức phạt từ 3 triệu đến 200 triệu đồng tùy thuộc vào địa giới hành chính của xã. Ngoài ra, đối với các hành vi lấn đất hoặc chiếm đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ hay rừng sản xuất thuộc địa giới hành chính của xã, mức phạt sẽ từ 5 triệu đến 200 triệu đồng. Nếu hành vi vi phạm xảy ra tại các khu vực đất phi nông nghiệp thuộc địa giới hành chính của xã, mức phạt cũng sẽ dao động từ 5 triệu đến 200 triệu đồng. Đối với các hành vi xảy ra trong địa giới hành chính của phường hoặc thị trấn, mức phạt sẽ bị tăng gấp đôi so với quy định tại xã và mức phạt tối đa có thể lên tới 500 và 1 tỷ đồng đối với tổ chức. Một điểm cần lưu ý là mức phạt sẽ tăng đáng kể đối với các hành vi sử dụng đất mà nhà nước đã có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất nhưng chưa được bàn giao trên thực địa. Mức phạt cho hành vi này có thể lên tới 500 triệu đồng đối với cá nhân và tổ chức vi phạm sẽ phải chịu mức phạt gấp đôi so với cá nhân. Những quy định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 4 tháng 10 năm 2024, cho thấy sự quyết liệt của chính phủ trong việc xử lý các vi phạm về đất đai, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng cao và sự phức tạp của các giao dịch liên quan đến đất đai. Đây là một bước đi đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc quản lý và sử dụng đất tại Việt Nam. Vậy là hôm nay chúng ta đã cùng nhau đi qua những quy định mới về diện tích tối thiểu tách thửa đất để cấp sổ đỏ theo luật đất đai. Những thay đổi này không chỉ mang lại những yêu cầu khắt khe hơn, mà còn tạo ra những thách thức và cơ hội mới cho các nhà đầu tư cũng như người dân trong việc quản lý và sử dụng đất đai. Từ Hà Nội cho đến các tỉnh thành như Bắc Giang, Thanh Hóa và nhiều địa phương khác, mỗi nơi đều có những quy định cụ thể và khác biệt. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của bạn trong thời gian tới. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi cung cấp trong video hôm nay sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về tình hình thị trường bất động sản hiện tại và giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt. Nếu bạn thấy video hữu ích, đừng quên nhấn nút like và chia sẻ để nhiều người cùng biết đến những thông tin quan trọng này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên kênh Thị trường Nhà đất. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo với những nội dung thú vị và bổ ích hơn nữa.